Thưa quý vị, thưa các bạn, với gần 10 triệu dân sinh sống và lao động làm việc, nhu cầu tiêu thụ nông sản thực phẩm trung bình của người dân thủ đô Hà Nội hàng năm là rất lớn. Vậy, giải pháp nào trong việc cung cấp thực phẩm sạch, đảm bảo chất lượng luôn là vấn đề nan giải, đòi hỏi sự nỗ lực của các cơ quan chức năng cũng như doanh nghiệp trong sản xuất cung ứng thực phẩm sạch, đảm bảo tiêu chuẩn trên địa bàn thủ đô Hà Nội. Sở Công Thương Hà Nội cho biết, hiện thành phố có gần 58.100 cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm lớn, 48 cơ sở sơ chế rau an toàn và chuỗi tiêu thụ rau an toàn theo liên kết dọc, 28 trung tâm thương mại và 129 siêu thị trên địa bàn thành phố kết hợp với các doanh nghiệp thực hiện việc cung ứng rau và thực phẩm sạch. Trong năm 2015, thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều điểm tự hào hàng Việt. Đây là nơi cung ứng chủ yếu rau sạch và thực phẩm sạch. Năm 2016 có khoảng 30 điểm nữa để mở rộng các điểm cung ứng cho người dân thủ đô. Chúng tôi đang tập trung vào các cái hộ kinh doanh ở trong các cái chợ truyền thống. Đây là một cái đối tượng cũng rất là lớn. Để làm sao mà phấn đấu được từ 8 đến 90% trong cuối năm là các hộ đều được cấp cái giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh an toàn thực phẩm. Và những người tham gia thì 100% được xác nhận, cấp cái giấy xác nhận về kiến thức an toàn thực phẩm. Và những cái sản phẩm mà đưa vào các cái siêu thị, các cái trung tâm thương mại, những cái nơi kinh doanh bán sản phẩm an toàn thì phải truy xuất được cái nguồn gốc để đảm bảo được những cái sản phẩm đó là thực sự là sản phẩm an toàn để cho người tiêu dùng yên tâm. Theo Sở Công Thương Hà Nội, nhu cầu thực phẩm của Hà Nội hàng năm cần khoảng 890.000 tấn gạo, 139.000 tấn thịt lợn, 42.000 tấn thịt gà, 54.000 tấn hải sản tươi sống về chế biến, 900.000 tấn rau các loại. Trong khi đó, sản xuất cung ứng của thành phố mới đáp ứng được 70% nhu cầu thịt gia súc, gia cầm, 60% rau củ tươi, còn lại là từ các tỉnh, thành phố khác trong cả nước cung cấp cho thành phố hoặc nhập khẩu. Vì vậy, vấn đề quản lý doanh nghiệp sản xuất phân phối nông sản thực phẩm theo đúng tiêu chuẩn, quy định an toàn vệ sinh thực phẩm là bài toán hết sức nan giải. Ngành Công Thương và ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội đã phải đẩy mạnh liên kết với nhiều tổ chức chứng nhận có uy tín, đặc biệt đã và đang phối hợp với tổ chức chứng nhận quốc tế NHO, triển khai phổ biến hướng dẫn doanh nghiệp, người sản xuất nông sản thực phẩm thực hiện các quy trình sản xuất an toàn ISO 9001, ISO 22000, ISO 14000, HACCP, GMP, VietGAP, GlobalGAP. Tổ chức NHO đã hướng dẫn cho chúng tôi và thành tổ chức liên tục các lớp khóa đào tạo để đào tạo những công nhân nông nghiệp ở trong dự án để học theo cái chương trình để thực hiện theo cái VietGAP. Sau khi mà chúng tôi đã được cấp của cái tổ chức NHO cấp cho cái chứng nhận VietGAP rồi thì chúng tôi vẫn tiếp tục hàng ngày và từng ngày từng tuần là vẫn ghi chép và vẫn theo dõi và đảm bảo theo cái tiêu chí mà NHO đã hướng dẫn. Trong quá trình sản xuất thì chúng tôi cũng đã thực hiện cái mô hình quy hoạch được cái khu 10 hectare VietGAP ở khu vực xóm 3 thuộc thôn Long Phú và đã chỉ đạo cho bà con thực hiện đúng theo cái tiêu chí của VietGAP. Và thông qua cái chương trình này thì chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy cái mô hình VietGAP để nhằm thúc đẩy cái giá trị của sản phẩm. Được biết, tổ chức chứng nhận quốc tế NHO là một trong những tổ chức hoạt động độc lập hàng đầu thế giới với 6 văn phòng đại diện và 10 trung tâm kiểm nghiệm có mặt trên cả nước. Đến nay, NHO đã chứng nhận gần 3.500 quy chuẩn cho các sản phẩm nông sản thực phẩm của các doanh nghiệp Việt Nam. Hiện NHO còn là đại diện của tổ chức chứng nhận BioCert International trong việc đánh giá nhiều tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ, FSC. Tổ chức NHO là một tổ chức duy nhất và có đủ chứng nhận để làm việc tại Việt Nam đầu tiên. Và tổ chức này có một vai trò rất là quan trọng trong việc đánh giá cũng như là trao các bằng chứng nhận cho các tổ chức hay là cho các công ty về nông nghiệp. Tổ chức NHO cũng có tham gia với lại Bộ Công Thương hỗ trợ cho doanh nghiệp một số cái chứng nhận về an toàn thực phẩm. Thì những hộ dân hoặc là những doanh nghiệp chúng ta có thể áp dụng một số cái quy trình tiên tiến hiện nay đang được áp dụng tại Việt Nam để đảm bảo sản phẩm sản xuất ra về cái cụ thể là thực phẩm là phải an toàn gần như là tuyệt đối tới người tiêu dùng. Hà Nội đã xúc tiến liên kết phát triển nông nghiệp theo hướng hình thành các vùng chăn nuôi,
hợp tác xã chăn nuôi, hình thành các vùng nuôi trồng thủy sản, tăng cường hình thức thâm canh, xây dựng đề án trồng rau an toàn. Ngoài ra, cũng đã hỗ trợ 100% chi phí tập huấn về trồng rau an toàn, 100% vaccine, thuốc khử trùng trong chăn nuôi cho các doanh nghiệp. Do vậy, quản lý và hướng dẫn doanh nghiệp sản xuất nông sản thực phẩm theo đúng quy trình, tiêu chuẩn đã quy định là điều kiện bắt buộc, là giải pháp đưa thực phẩm an toàn tới người tiêu dùng một cách bền vững.